Chào quý vị, mọi nội dung trên kênh này đều được bảo vệ bản quyền trí tuệ. Vui lòng không sao chép hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của video để tránh những hậu quả không mong muốn. Xin cảm ơn. Chào quý vị. Trước khi về Việt Nam sống năm nay cần biết những điều quan trọng này về an sinh xã hội Mỹ. Video này mình chia sẻ để trả lời cho một số câu hỏi nhận được từ quý vị liên quan đến có những cái dự định về Việt Nam sống năm nay nha và có thể mình chưa có được cập nhật để biết là về cái chương trình An sinh xã hội đặc biệt là mình đang nhận hay là mình sẽ nhận bất cứ tiền gì từ An sinh xã hội thì khi mình về Việt Nam sống mình có hoạch định ra sao để mà được tốt đẹp khi mình về đó uh, ha. thì An sinh xã hội nếu mà nói tiền mà liên quan đến tính chỉ mình làm việc và đóng thuế an sinh xã hội hoặc là vợ chồng mình đã làm việc và đóng thuế mình nhận thì liên quan đến chương trình tiền hưu, Đó. À, tiền bệnh qua SSDI rồi tiền góp phụ Đó. thì những cái chương trình này mình muốn nói về cái này trước nha còn cái SSI thì uh, nhiều quý vị biết rồi không có gì mà bàn nhiều về cái đề tài này SSI là cái chương trình trợ cấp mình lãnh bởi vì mình từ tuổi 65 trở lên hoặc là bệnh tật mà khi mình có cái dự định về Việt Nam sống về Việt Nam sống là tất nhiên là sẽ sống trên 30 ngày rồi thì không có còn đáp ứng đủ cái điều kiện để mà tiếp tục nhận chương trình này nữa thì mình khuyên là nên liên lạc với an sinh xã hội trước khi đi báo cho họ biết để họ ngừng cái chương trình này. Rồi sau này nếu mà mình có cái dự định mà sẽ quay lại và quay lại Mỹ thời điểm đó, thì khi mình quay lại có thể một hai năm sau hay là thời gian lâu hơn mình quay lại, thì mình có thể nộp lại cho chương trình này sau 30 ngày khi mà mình trở uh, lại Mỹ. Còn cái tiền mình đang nhận thì nhiều quý vị đó uh, nghĩ rằng là cái trợ cấp chắc mình nhận mình rời khỏi nước Mỹ không sao hoặc là mình đi trước rồi mai mốt rồi có gì rồi thì chắc an sinh xã hội biết là sẽ ngừng. Thì có một số tình trạng họ ngừng ở thời gian sớm, có một số thì ngừng trễ, rồi có một số khác mình cứ để hoài như vậy thì phạm có lực thì cũng không có tốt cho mình nha. Bởi vì mình nhận mà khi mình rời khỏi Mỹ trên 30 ngày thì không có còn đáp ứng được điều kiện để mà nhận nữa. Nhận hốt thì tất nhiên là sẽ bị đòi lại và có thể ảnh hưởng hồ sơ mình sau này luôn á và khi nói đến cái SSI đó thì mình muốn uh, chia sẻ đến đề cập đến cái Medicare uh, thì mình nhận SSI thì có cái Medicare đi cùng nhiều tiểu bang thì khi một cái đơn mình nộp cho SSI cũng có cái Medicare đi cùng luôn hoặc là một số chỉ uh, quý vị chỉ có cái Medicare riêng ở tiểu bang mình thôi hoặc là Medicaid thì mình có những dự định mà mình về Việt Nam sống uh, lâu dài như vậy thì báo cho biết để họ làm việc với hồ sơ mình để mà ngừng uh -huh. và một số quý vị có cái chương trình Medicare Savings nha uh, để mà hỗ trợ cho cái Medicare đó ví dụ như một số quý vị có uh, QMB cái chương trình QMB mà mình thường chia sẻ đó vân vân nói chung là liên quan đến Medicare Savings thì báo cho họ biết để mà họ làm việc hồ sơ của mình để mà ngừng đó ha uh. còn như phía bên này ssi medicare medical uh, medicare savings bất kể là mình có quốc tịch mỹ hay là không có quốc tịch mỹ gì thì cũng những cái chương trình này cũng ngừng báo để mà họ biết họ ngừng khi mà mình rời khỏi mỹ đặc biệt là về việt nam sống lâu dài ha quý vị còn bên phần tiền an sinh xã hội thì an sinh xã hội liên quan đến tính chỉ mình làm việc và đóng thuế hoặc là vợ chồng mình gia đình mình làm việc và đóng thuế an sinh xã hội thì nhiều quý vị lãnh hưu mình muốn nói về cái phần hưu trước khi mình lãnh mình về việt nam mình sống à. thì như quý vị biết là nếu mà mình bên cái chương trình an sinh xã hội này là tùy theo tình trạng của mình là thường chú nhân còn thường chú nhân hay là quốc tịch mỹ quốc tịch Mỹ thì mình có thể về Việt Nam sống lâu dài và tiếp tục lãnh cái chương trình uh, mình đang lãnh thôi không có bị hạn chế thời gian như là mình còn thường thường chủ nhân thì chỉ tối đa là 6 tháng thôi nha mặc dù là mình có thể là có cái giấy tờ có nghĩa là mình có cái uh, vẫn còn thường chủ nhân nhưng mà mình có cái re-entry permit có nghĩa là mình có thể rời khỏi Mỹ hơn 6 tháng tuy nhiên về cái phúc lợi an sinh xã hội như vậy đó mình chỉ lãnh được tối đa là 6 tháng thôi mình lãnh hố thì an sinh xã hội sẽ làm việc với hồ sơ của mình kiểu quyết và hoàn những cái phần tiền ấy lại ha nên khi mà quyết định về Việt Nam sống đó, thì mình khuyên là nhiều quý vị giống như nhiều quý vị nhắm vào có quốc tịch Mỹ rồi mình có thể lãnh lâu dài hơn còn mình đi thường chủ nhân rồi mai mốt mình nói rằng mình sẽ quay lại để mà mình nộp quốc tịch và bị hạn chế cái thời gian 6 tháng 6 tháng như vậy đó thì nó là cũng một là một cái vấn đề phải không quý vị nên mình nên về uh, việt nam sống thì có quốc tịch mỹ thì có lợi uh, hơn ha. lãnh tiền thì làm sao ở mỹ thì quý vị thấy đó mình có ba cách mình có thể lãnh tiền cách thứ nhất là an sinh xã hội có thể gửi cái check đến nhà mình nhưng mà cách đó nó không còn phổ thông nữa chỉ có một số tình trạng đặc biệt đó là mình mới được chấp thuận nhận bằng cái check gửi đến nhà mình thôi nhé. Còn phần đông là nhận gửi tiền thẳng đến nhà băng của mình, có nghĩa là mình cập nhật cái thông tin nhà băng của mình cho an sinh xã hội, rồi cái tiền hàng tháng được gửi đến cái nhà băng của mình. Hoặc là cái thứ nhì, mình không có nhà băng thì an sinh xã hội hoặc là mình không muốn gửi nhà băng mình, thì an sinh xã hội có thể cấp cho mình một cái thẻ Direct Express để mà cái tiền đó vào cái thẻ đó cái thẻ đó cũng giống như cái thẻ ATM vậy đó rồi mình nhận cái tiền trong đó hàng tháng rồi mình dùng cái thẻ này mình rút ra mình sử dụng khi về Việt Nam đó thì có một số quý vị hoặc là ra nước ngoài thì có một số quý vị tiếp tục gửi cái tiền mình nhận hàng tháng vào cái nhà băng mình có ở Mỹ rồi mình ở Việt Nam hay là mình ở quốc gia khác mình rút ra nhưng mà làm như vậy thì có thể là bị cái lợi phí bởi vì mình ra nước ngoài rồi mình rút nhà băng như vậy thì có thể bị cái lệ phí nên nhiều quý vị không muốn đặc biệt là khi về Việt Nam thì mình có cái sự lựa chọn là nếu mà mình muốn gửi cái tiền đó về một nhà băng ở Việt Nam và có cái dịch vụ đó, phục vụ cái dịch vụ mà có thể nhận cái tiền an sinh xã hội ở Mỹ gửi về nhà băng đó, đó thì sẽ thực hiện được ha thì muốn làm điều này thì mình phải liên lạc có nghĩa là về Việt Nam trước rồi liên lạc cái nhà băng ở Việt Nam xem họ có họ có dịch vụ như vậy hay không. Thì từ đó mới là làm những cái thủ tục để mà cho cái sự việc này được thực hiện như vậy ha. Thì cái đề tài mình này mình cũng có, cũng có chia sẻ một vài cái video. Mình muốn tóm tắt ở cái phần này như vậy thôi ha. Thì bất cứ tiền gì mình lãnh tiền hưu hay là tiền bệnh qua chương trình tính chỉ SSDI hoặc là tiền gó phụ thì mình có thể thực hiện như vậy để mà lãnh tiền ha một số quý vị hỏi rằng là ồ tôi còn người thân bên mỹ à khi tôi về việt nam có thể là gửi cái tiền đó cho tôi đến người thân của tôi đang còn sống ở mỹ rồi người thân có thể chuyển về cho tôi ở việt nam được hay không thì an sinh xã hội sẽ không có thực hiện cái điều đó cái yêu cầu này của mình ha ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt là mình không còn khả năng à, thể chất hay là tinh thần để mà cai quản cái tiền của mình. Ví dụ như một số vị lãnh tiền bệnh đi, rồi sức khỏe của mình yếu kém, mình không có còn khả năng, rồi cái hồ sơ mình đã được an sinh xã hội duyệt và chấp thuận, có người đại diện lãnh tiền cái hồ sơ đó cho mình hàng tháng để sử dụng cho mình, thì những điều đó có thể thực hiện, còn phần đông là không được nha. Ví dụ như mình lãnh tiền hưu, mình đang 2-3 tuổi, mình lãnh ở Mỹ, rồi bây giờ mình về Việt Nam Hay là 65, 66, 67 gì đó rồi mình về Việt Nam rồi Mình nói rằng thôi đừng có gửi về Việt Nam Hay đừng bỏ nhà băng tôi Gửi cho người thân tôi ở bên Mỹ đi Có gì người đó thì sẽ làm việc và cái tiền này với tôi Thì an sinh xã hội sẽ không thực hiện cái điều đó hả quý vị Alright Trước khi mà mình Rời Mỹ về Việt Nam Thì nên liên lạc an sinh xã hội Ở Mỹ Để cập nhật cho họ biết để họ lưu vào các hồ sơ của mình Và khi mà mình về Việt Nam rồi đó nha Thì nếu mình cần những cái dịch vụ gì Liên quan đến đăng sinh xã hội ở Mỹ Thì mình không có liên lạc cái văn phòng bên Mỹ Ở địa phương của mình ở bên Mỹ Mà mình liên lạc Cái nơi ở bên Phi à, Mình tóm tắt sơ sơ thôi Mình có một cái video Vài cái video liên quan đến ở đây Nhập thì khi mà mình liên lạc trên xã hội ở Mỹ thì họ có thể cung cấp cho mình những cái thông tin đó để khi mình về Việt Nam đó. Thì Mình có cái thông tin để mà liên lạc như vậy đó Khi mà mình rời Mỹ Là mình Ở tuổi 65 hay là chưa đó. Bởi vì 65 tuổi là cái tuổi mình có thể gia nhập vào cái chương trình Medicare nếu mà mình có đầy đủ tính chỉ à, đã làm việc và đóng thuế và có 40 tính chỉ hoặc là vợ chồng mình có thì 65 tuổi mình có thể gia nhập vào cái phần A là cái phần bệnh viện miễn phí nhé. cái phần B là cái phần ngoại trú các bác sĩ mình đi khám rồi mình đi về tuy nhiên Medicare không có hoạt động ở ngoài nước Mỹ ở Việt Nam nên cái phí mình phải trả 174.70 cent một tháng cho năm nay. Thì có rất nhiều quý vị rời khỏi Mỹ. Sống ở nước ngoài. Không có muốn chi trả cái này. Bởi vì mình trả mình không sử dụng được. Thấy cũng phí. Nên mình lấy nó ra. Tuy nhiên nếu mà mình lấy nó ra đó. Mà sau này mình quay lại Mỹ. Có nghĩa là 2, 3, 4 năm sau mình quay lại Mỹ. Thì mình có thể bị phạt 10% cộng vào cái giá ở thời điểm đó. Khi mình mua ha ở tuổi 65 bởi vì cũng biết là tuổi lăm nếu mà mình không gia nhập cái Medicare phần B mà mình đáp ứng được điều kiện chẳng hạn như là thường chủ nhân sống ở Mỹ 5 năm trở lên hoặc là có quốc tịch Mỹ rồi mình không mà mình không gia nhập thì mình phải có cái bảo hiểm từ công ty của chính mình làm việc hoặc là vợ chồng mình làm việc và công ty ấy phải có ít nhất 20 nhân viên trở lên ở cái thời điểm đó thì sau này các bảo hiểm ấy không còn hoặc là ngừng làm việc thì có thể gia nhập vào Medicare phần B ở cái tuổi cao hơn mà không bị phạt như vậy á và cái giá bị là bị suốt đời như vậy luôn hả quý vị à, những quý vị mà đó đang lãnh tiền an sinh xã hội tiền hưu hay là ví dụ như tiền hưu đi mình lãnh từ sáu hai sáu ba sáu bốn đi thì đến tuổi sáu thì cái hệ thống sẽ tự động gia nhập mình vào những cái chương trình này nhé nếu mình không muốn thì liên lạc xin xã hội để lấy ra cái phần B ha. Còn cái phần A thì nó miễn phí. Nên mình giữ nó luôn. Nhiều người giữ luôn mặc dù mình không sử dụng được vẫn giữ. Đôi khi sau này mình muốn quay về lại Mỹ để mình sử dụng thì mình có. Còn cái phần B mà mình rút nó ra thì sau này mình có thể bị phạt. Và mình đăng ký lại là không phải bất cứ thời điểm nào mình cũng có thể đăng ký lại được hết. Chỉ có thể đăng ký từ 1 tháng 1 hàng năm cho đến 31 tháng 3 hàng năm khi mà cái thời kỳ tổng quát mở ra thì mình mới có thể đăng ký được thôi và khi mình đăng ký như vậy đó thì cái bảo hiểm phần b của mình sẽ có hiệu lực vào cái tháng kế tiếp ha thì hãy lưu ý bởi vì khi mà mình về Việt Nam thì sức khỏe mình có thể còn tốt nhưng mà có thể uh, tuổi mình càng cao thì cơ hội mình cần sử dụng dịch vụ y tế và đôi khi mình cần quen ngược lại Mỹ để mình sử dụng những dịch vụ y tế có thể mình thấy rằng là nó tốt hơn hay là lý do này lý do kia nhưng mà mình quay về mà không có nằm trong những cái tháng như vậy để mình đăng ký và mình đăng ký thì cũng không có liền nha tháng tới mới có mà mình quay về ví dụ như là tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7 gì đi mình quay về rồi mình cần khám bác sĩ mình đăng ký mình đăng ký nhưng mà đâu đăng ký được đâu phải đợi đến năm kế tiếp mình mới có thể đăng ký được ha. Đây là cái phần B là cái dịch vụ về cái thuốc phần D thì có thể bị phạt nữa ha. Thì đại khái mình muốn chia sẻ đây về cái này thôi. Một số quý vị có cái bảo hiểm cái phần C đó nha. Có thể là mình có cái Medicare Supplement hay là cái Medigap hoặc là một số quý vị có cái Medicare Advantage thì khi mình rời, mình về Việt Nam mình sống lâu dài như vậy thì cũng phải cập nhật cho những công ty ấy biết thì có thể phải cần dừng những cái đó bởi vì cũng không có hoạt động ở uh, 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 khi mình rời khỏi Mỹ ha. Alright. Cái khác mình muốn nhấn mạnh đến đây là khi mình rời khỏi Mỹ, mình về Việt Nam mình sống. Cái quan trọng nhất là phải cần cập nhật cái địa chỉ với an sinh xã hội. Rất là quan trọng khi mình sống ở nước ngoài ví dụ như vậy Việt Nam mình sống đi, có thể là vài tháng mình ở địa điểm này rồi vài tháng sau mình di chuyển địa điểm khác, rồi một số quý vị nói thôi để từ từ, từ từ, có gì tôi cập nhật sao đâu có sao đâu ha. Nhưng mà mình từ từ như vậy thì có thể là trùng với cái thời gian trong thời điểm đó, An sinh xã hội gửi một cái lá thư đến mình nha, đến cái địa chỉ cũ của mình rồi cái hệ thống bưu điện có thể là ở nước khác, nước ngoài không có chuyển uh, đến được hay là không chuyển kịp thời để mà mình hồi âm uh, cái 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 ngày hạn trong cái lá thơ mà anh xã hội gửi như vậy thì cái tiền của mình có thể ngừng nha bị tạm ngừng ha lý do là khi mà mình rời khỏi nước Mỹ mình sống đó thì an sinh xã hội cần biết được cái tình trạng sống của mình ra sao hay là nói thẳng rằng là mình còn sống hay không để mà họ tiếp tục gửi bởi vì khi một người mà rời khỏi nước Mỹ sống ra nước khác sống đó thì cái hệ thống khi một người mà qua đời đó thì không có được cập nhật đến an sinh xã hội rất nhiều quốc gia không cập nhật đến an sinh xã hội và cái hệ thống an sinh xã hội cũng không có bắt được như vậy một người mà qua đời ở nước mỹ đó thì nhà hoàng ở mỹ có bổn phận là cung cấp những cái thông tin ấy đến an sinh xã hội để mà an sinh xã hội biết để mà chặn cái quyền lợi của mình liền hoặc là những phương tiện khác an sinh xã hội có thể được cập nhật nhanh lẹ còn mình sống ở việt nam hay là một nước nào đó thì không có được cập nhật nên khi họ gửi những cái lá thơ ấy để mà kiểm tra về mình mà mình không trả lời lại thì cái 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 phúc lợi của mình cái tiền mình nhận là sẽ bị ngừng ha thì có rất nhiều quý vị nằm trong tình trạng như vậy là không biết là ra sao Rồi khi mình bị ngừng như vậy mình liên lạc à, cái nơi mà phục vụ vấn đề xã hội Mỹ bên Phi thì lại chậm trễ một số vị gửi một hai tháng nó rằng ủa sao tôi liên lạc mà họ chưa trả lời tôi cần tiền tôi sống vân vân ha nên mình cần à, tính trước những cái đó để mà không có bị ảnh hưởng đến mình à. thì tùy theo cái phúc lợi gì mình lãnh tượng sinh xã hội mà cái lá thơ ấy có thể đến thường xuyên hơn ví dụ như mình đang lãnh tiền bệnh tượng sinh xã hội đi thì tất nhiên cái tình trạng đó sinh xã hội sẽ gửi những cái lá thơ thường xuyên hơn để xem coi là tình trạng sống của mình ra sao như đây mình nói nè sức khỏe hay là à, còn sống hay không và mình lãnh tiền bệnh từ an sinh xã hội thì an sinh xã hội có sẽ gửi những cái lá thơ ấy để mà kiểm tra cái sức khỏe của mình coi là ra sao còn đáp ứng đủ điều kiện để mà tiếp tục lãnh cái quyền lợi tiền bệnh hay không ha khi mà mình lãnh tiền bệnh thì những vị cũng biết là mình lãnh tiền bệnh là cái tuổi của mình vẫn còn tuổi hưu non mình chưa có bước vào tuổi hưu chính của mình ha Ví dụ tuổi hưu chính của mình là 67 đi Mà mình lãnh tiền bệnh từ lúc 60, 50, 40 gì đó Thì mình lãnh mình bị kiểm tra như vậy Nhưng mà khi mà mình đến tuổi hưu chính của mình Là cái chương trình tiền bệnh của mình sẽ được chuyển qua chương trình tiền hưu Rồi mình tiếp tục lãnh cái tiền mà mình hồi nào giờ lãnh hoài luôn Không còn bị kiểm tra nữa Chuyển thành hưu chính như vậy Hưu chính như vậy ha đó là cũng là một cái lợi của chương trình SDI, đặc biệt là một số vị khi mà rời mà lãnh cái tiền bệnh này cũng gần đến tuổi hưu rồi thì đến tuổi hưu thì chuyển qua bên hưu không còn bị kiểm tra về cái sức khỏe của mình nữa nhưng vẫn còn kiểm tra tất cả mọi quyền lợi mình lãnh để xem coi là mình tình trạng sống của mình hoặc là cái tiền mà gửi thường xuyên như vậy có nhận được hay không thì có những cái lá đơn đó một số quý vị đó thì yêu cầu uh, có thể gửi những cái lá đơn đó đến uh, người thân tôi ở Mỹ được hay không rồi người thân chuyển về cho tôi thay vì là gửi về việt nam thì rất là khó ở này kia nhưng mà xin sẽ hỏi sẽ không làm như vậy họ muốn là gửi về cái địa chỉ mà mình cung cấp ở việt nam nói rằng là mình sống ở đó để mà xem coi uh, có thật sự như vậy hay không vẫn còn uh, như vậy hay không ha All right. những cái lá thơ ấy sẽ hỏi về cái thông tin của mình ha đặc biệt là có một số vị mình khuyên khi mà mình rời khỏi Mỹ, mặc dù mình là quốc tịch Mỹ rồi đó, thì mình hãy lưu ý đến cái passport của mình, bởi vì có thể là nó hết hạn, rồi những cái giấy tờ này giấy tờ nọ thì có thể cần những cái thông tin đó, trong đó như vậy mà mình nói rằng cái passport của mình là hết hạn ờ, rồi, thì đây cũng là một cái câu hỏi an sinh xã hội có thể hỏi rằng ở ờ, người này thật sự có còn sống hay không? tại sao mà cái passport hết hạn thời gian dài rồi mà không có uh, làm mới lại renew lại ha alright thì đó là một vài điều mình muốn cập nhật cũng như trả lời một số quý vị uh, nó không theo thứ tự và không có bao gồm hết nhưng mà đó là một số điều mà cũng uh, rất cần để mà lưu ý trước khi mình có quyết định về việt nam sống năm nay hoặc là những quý vị nào đang sống ở việt nam rồi thì có vài điều đó cần lưu ý ha và hãy có cái hoạch định như mình cũng thường chia sẻ đó là khi mình rời thì sức khỏe mình có thể mình không cần sử dụng những dịch vụ y tế nhưng mà mình có cái hoạch định a b c d gì đó để sau này nếu mà mình cần quay lại mỹ để mà sử dụng những dịch vụ y tế thì mình uh, mình có trước những cái giải đáp đó cho những cái tình trạng mà sau này có thể là mình cần uh, sử dụng thì sẽ được hiệu quả hơn ha có gì mình sẽ trả lời những video sau chào quý vị